hại con á, thì con nghĩ là như ông nói với con á, là mọi chuyện con cứ im lặng và buông bỏ, ai làm gì mà kệ, hãy sống theo đúng của cái cách con sống là được rồi, thì con cũng sẽ gắng cố gắng làm theo những điều ông nói. Dạ, con cảm ơn ông đi. Dạ ông. Dạ con biết ơi, biết rồi không? Cả nhà ơi, cái ông đầu trâu ông nói là trong số những người giúp giúp đỡ cho con là sẽ có hai người chuẩn bị có tang. Con chào cả nhà, chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng. Cả nhà ơi, thì hôm nay con đăng cái video này thì cả nhà cho phép con xin chia sẻ với cả nhà một số điều. Thì trước tiên con xin lỗi gửi gửi lời cảm ơn đến quý cô chú anh chị, quý cô bác, những cô bác gần xa luôn yêu quý và luôn luôn yêu thương và đặt niềm tin vào con. Thì con xin gửi lời cảm ơn và cũng như là gửi lời sức khỏe đến cô bác mình. Con chúc cho cô bác luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, một niềm vui lúc nào cũng vui vẻ và gia đình luôn luôn nói chung là tốt nhất. Con thì con không biết chút gì hơn thì con cũng nói vậy thôi. Thì hôm nay video này thì con muốn chia sẻ với cô bác gần xa. Tại hôm trước ấy cả nhà, thì con có chia sẻ với cả nhà về cái chỗ nơi mà con cắt lên để cho những vong linh họ ở. Thì trong khi mà cái ngày mà con đăng video lên, thì khi mà con đăng video bên kênh nhỏ, có nghĩa là kênh The Daily Food, là kênh La Prod đó cả nhà, thì có một số cô bác anh chị cũng không có xem, không có xem được, rồi cũng có nghĩa là có nhắn tin gọi cho con nói về vấn đề tại sao mà khi mà tới bây giờ con vẫn chưa làm mà sao lâu quá không thấy đâu vậy. Thì tại vì quý cô chú anh chị thì cũng không có xem được video đó, thì cũng có nói những lời thậm chí là không có điện cho con mà điện cho người khác để gọi là muốn thắc mắc, muốn bày tỏ sự họ cô bác cho bày tỏ cái sự tại sao mà con như này nọ đó, nhưng mà không có gọi ngay con, chỉ có gọi người khác hỏi tại sao mà con không làm cho rồi mà thấy êm ru không thấy gì. Nhưng mà thật chắc khi mà con có chia sẻ với cả nhà thì con có chia sẻ lên cái kênh La Prod, nhưng mà do là chắc có thể là quý cô bác không có xem được, thành ra cũng chưa biết là con đã quay cho cả nhà xem hết rồi. Thì cả nhà, thì hiện tại là con đang ngồi ở bên trong cái ngôi nhà mà con cùng cả nhà mình đã cùng chung tay xây cất nên, thì con cũng đang gắng cố gắng để hoàn thành. Tại vì cả nhà, con cũng chia sẻ là lại về cái thông tin giống như là con nói ở kênh nhỏ rồi, nhưng mà chắc rễ là cô bác anh chị sẽ không có nghe được, không có xem được, thành ra bây giờ con sẽ phải chia sẻ lại ở ở đây để con mong rằng cả nhà thông cảm cho con, hiểu cho cái nhiều điều, cái khó khăn con phải phải chịu. Tại vì có nhiều cái con không phải mỗi cái con phải chia sẻ với cả nhà, và con mỗi cái đều nói lên để làm cho cả nhà mình lo lắng thì con cũng không muốn. Thì cả nhà thấy thì hiện tại thì làm chút xíu con sẽ quay vòng vòng cho cả nhà xem thì cái tiến độ làm tới đâu rồi, mà tại sao mà con lại làm chậm đến vậy, hai tháng, hơn 2 tháng nay mà vẫn chưa rồi. Thứ nhất con xin phép là chia sẻ với cả nhà là thứ nhất là do làm, với lại con hỏi con chia sẻ luôn cái phần
cũng có một số, còn vài cô chú anh chị có gửi mà cũng sót hai người như vậy, chứ hai vài người mà vài cô bác cũng có mới gửi ở đây cho con thêm được một phần chút đỉnh kinh phí nữa, thì con hỏi con cũng chia sẻ lên luôn. Thì cả nhà thì cô bác gần xa thì cũng quý con nên đặt lòng tin ở con, thì con cũng gắng cố gắng làm sao cho nó đúng nghĩa, đúng cái những gì mà cô bác đặt lòng tin ở con luôn luôn như vậy, luôn luôn cố gắng. Thì cả nhà thì nơi con á, thì nó hơi gọi là nó di chuyển vật liệu xây dựng thì nó hơi khó khăn, nó gọi là nó khi mà tại nhà con ở vậy, ở bên đây sông mà phía bên ruộng á thì xe lớn qua không có được, chở xi măng này nọ đất cát á, nó khó khăn lắm, thành ra nó làm chậm lắm, không phải như người ta gần đường lộ hoặc người ta nhà người ta thuận tiện hơn thì nó dễ dàng, còn con rất là khó. Thứ hai nữa là mình làm ngay dịp mùa mưa á cả nhà, ngay mùa mưa thì nó gọi là nó ngày này á, nắng thì làm được, mưa thì nghỉ, hoặc nhằm ngày á, làm được nửa ngày nghỉ, rồi thêm nói chung là do mấy anh thợ thì cả nhà biết rồi, thường thì thợ thì thầu gì đó người ta cũng phải nhận nhiều công trình để người ta làm, người ta kiếm ăn, thì người ta làm đây là bữa thì nhảy bên kia nhảy nọ, cái đó mình không trách người ta được, tại vì làm như vậy nếu mình lãnh bên mình ta cứ cấm đầu mình ta không lãnh khác nữa, khi mà xong công trình của mình cái chỗ mình làm rồi gì người ta đâu có chỗ người ta làm đâu, mình cũng phải thông cảm. Thì như vậy mà có nhiều điều nó liên tục nó làm cho chậm lại, chứ con cũng như cả nhà thôi, con cũng thật sự rất là mong muốn cho rồi để cho chia sẻ cả nhà, để cho con giữ cái lòng tin ở cả nhà, chứ con cũng không muốn cả nhà có cái ý nghĩ hoặc là cái suy nghĩ gì đó xấu hoặc là nghĩ là con như thế này thế kia, con cũng sợ lắm. Nhưng mà có những điều con không thể nào mà chống lại được, con cố gắng thôi. Nhưng mà hiện tại là cũng dường như đã xong 90% rồi, 90% rồi, còn khoảng 10% còn lại con đang gắng cố gắng để hoàn thành. Thì hôm nay chia sẻ lên đó thì con chia sẻ đến quý cô bác mà đã chưa chưa tới từng nghe. Ở đây con hồi con xin phép cả nhà, con cũng đọc lại cái danh sách mà quý cô chú anh chị ủng hộ ở đây, thì con cũng mong rằng là nếu mà con có thiếu sót điều gì cũng rất mong quý cô chú anh chị lượng thứ bỏ qua cho con nha, tại vì con nói chung thì con cũng đi làm, cả nhà biết rồi, con đi sáng con đi đến khuya con mới về, ngày nào cũng vậy, có hôm nay con về sớm nè. Thì thành ra con cũng lên lại một cái video để chia sẻ với cả nhà, để cho cả nhà hiểu cho con. Trước tiên khoan đọc này để con quay lại xung quanh đây cho cả nhà xem một cái đi, rồi sau đó rồi cả nhà cùng con mình đọc lại cái danh sách, cũng như là nói chung là con chia sẻ về một số điều khác cho cả nhà ha. Đây này, giờ con quay xung quanh cho cả nhà xem. Đây là cả nhà, đây quay camera lại cái cả nhà đợi con xíu. Đây cả nhà, thì khi con cắt á, thì nó cả nhà nhìn thấy bề ngang này con cắt 4,5 m, chiều dài là 10 thước. Thì vào trong mà con có ngăn phòng ra, ở trên cũng có làm lau phông luôn cả nhà. Lau phông thì được chị bà cho có tiền rồi con làm lau phông. Hàng rào đồ cái này, hàng rào đồ riêng này cả nhà, hàng rào là này chị ba giúp cho Lộc làm, thêm hàng rào đang sợ như là Lộc đi làm hoài á rồi không có ở nhà, rồi tại gia đình cả Lộc có vợ với nhóc nhà, thành ra chị cũng lo cũng thương là sợ giống như có người vào này nọ đó, rồi không ai, thành ra chị cho cũng có xây được cái hàng rào. Còn cái lau phông á, thì cái phần này á, là cũng riêng cái nhà là cũng của chị gì trời. Sao mà con cái này cái đầu con nó quên nhớ quên quên rồi.
chị đang không có gì ghi tên lên màn hình đi, quên tuốt rồi, nhắc sao mà ngu dữ ta. Chị chị Trương Thạch, Thạch Trương, nói chung chị tên chị thì có gửi cho học làm lao phong làm giáp hết từ trước ra sau. Còn đây thì con cũng có làm cái phòng, ở đây chưa có gắn cửa nha, cả nhà sẽ gắn cửa hết luôn, gắn cửa sổ cửa đồ hết cho nó hoàn thiện hết mới được. Đây con cũng làm một cái phòng, đây là cái phòng nè cả nhà, phòng cũng rộng lắm, với gian gạch, nói chung con làm đầy đủ hết. Quá trời bù hông này, cỡ này con đây người ta làm lú quá cả nhà, bù hông nó dữ lắm, nó bay dữ dằn lắm. Thì con làm kín hết, đợi khi mà ấy là con sẽ làm màn luôn, con che cho nó kín hết, tại vì mình làm sao mà cho kín nó tối cái nhà, để ban ngày đừng có sáng quá cũng không nên. Thì thành ra đấy, còn cũng con ở đây con sẽ mua cái bàn thờ và tới gần đấy nhất, thì con sẽ khi mà xong rồi thì như ông có nói với con rằng là khi mà làm rồi á phải cúng một cái lễ cúng để rước họ về, rước họ vô, có nghĩa là đi nhà thì cũng phải có đất đai thổ thặng, đây muốn họ ngự được thì phải xin phép đất đai thổ thặng nhân trạch, không phải là mình muốn tự do muốn làm sao làm. Thành ra thì con sẽ khi xong thì con sẽ làm một cái lễ cúng để cúng đất đai nhân trạch cũng như là mình mời họ về, chứ hiện tại thì họ chưa ở đây được, tại cả nhà biết là ở đâu cũng vậy, dù lập miếu lập đình lập chùa hoặc là làm bất cứ cái gì nữa cũng phải xin phép đất đai thổ thần, cái người cai quản trên mảnh đất đó. Thì con thì cũng nói chung sẽ gắng cố gắng, mình muốn nhưng mà có nhiều điều nó không có như ý mình cả nhà. Ở đây là cửa, đây là cửa, cái cửa kéo cả nhà, để khi mà mình không có mở cửa thường xuyên, tại vì cả nhà biết rồi, con xây cắt cái nhà này lên nó cũng khó khăn lắm, tại vì mình đâu có dám nói với người ta đâu, mình dám nói với những người xung quanh này nọ mà mình cắt nhà này nọ sẽ làm cho người ta này nọ không được, chứ con cũng phải xây luôn cái bức tường lớn để che chắn lại cái ngôi nhà này, nó không làm liên quan tới người ta ở cặp mình nữa cả nhà, nó cũng là một cái điều mà sẽ không tốt, thì cái đó là cái trách nhiệm của mình phải làm sao mà nó tốt thôi. Đây con mua cửa cũ, cửa kéo cũ, và tại vì mua vậy nó đỡ chi phí ra cả nhà, đỡ chi phí ra, thì khi mà gắn lên rồi mình sơn lại. Còn cửa này thì mình làm mới, cửa sổ làm mới, cửa trong cũng làm luôn, rồi con sẽ mai màn đồ con làm cho nó sạch sẽ, nó kín đáo hết mức có thể. Còn ngoài này thì hôm trước thì con cũng nói chung cái nhà nó mình ở vùng sâu vùng xa, nó nằm ở cái chỗ mà phương tiện giao thông nó khó khó di chuyển á, thì con chở đồ đạc nó rất là khó, thiếu thốn chút đỉnh đó, rất là khó mua, nhưng mà cát mà thiếu lỗ ở đây nè chút ít á, rồi con đâu có người ta chở đâu, mình phải chở bằng xe kéo, ngồi con sẽ để video cho cả nhà xem, chở bằng cái xe kéo để gọi là mình kéo bằng tay á, mà giống như con là mấy anh đồ kéo tiếp để lắp cái lỗ. Cả nhà biết không, kéo một tuần lễ chưa rồi, kéo qua bên cái cầu, nói chung cô bác mà biết nhà con đó thì mới biết cái nó qua cái đó mà kéo bằng tay không, mà cực dữ dằn, mệt dữ dằn lắm, thì hết một tuần lễ mới rồi cái lỗ đất, con lỗ đất là khoảng mấy chục khối đất vậy mà nó hụt nó thiếu, mà để luôn cũng được, mà để luôn mưa cái nước nó động dũng cả nhà, nó thành một cái dũng nước lớn, nó chứa muỗi rồi nó dơ rồi thành, nói chung nhiều thứ nó tự động lại, bắt buộc cũng cố gắng làm cho nó bằng phẳng. Thì đó thì con cũng chia sẻ, con cũng nó cũng hơi buồn cái vấn đề, giống như
Có một anh cũng có nói với con là trước đó anh cũng thắc mắc nọ, tại sao mà con không có làm cho rồi mà đâu thấy đưa tiền. Anh chỉ gửi cho con, nhớ hình như là cũng được, hình như 1 triệu thì anh gửi. Thì anh có thắc mắc là tại sao mà không thấy con làm, thì có liên hệ người khác. Và là, nói chung là cũng chắc có thể cũng nói con có, anh nói ý là anh cũng nói này nọ con đó. Nhưng mà sau khi mà thấy con đăng video lên đó, thì anh nói anh nói chung là anh cũng thấy cái này giống như có lỗi, anh điện với con. Thì cái điều đó con cũng không có chấp nhất, tại vì con biết là không phải riêng anh đó, có nhiều cô chú cũng có thắc mắc giống như vậy thôi. Nhưng mà cái con thì bắt buộc con phải làm sao cho cả nhà gọi là tin tưởng chứ, tại vì ai cũng vậy, lâu mà mình con nói mà cả nhà không thấy con làm thì đúng. Mà nhiều khi đối với con cũng thắc mắc như chứ vậy, thì con không có buồn hay là không có gì đó, con chỉ sợ cả nhà không hiểu rồi rồi buồn con thôi. Tại con cũng có nói trước mấy video rồi, tại con nói chỗ con làm rất khó vậy đó. Chứ có phần ở đây con sẵn đây con cũng muốn chia sẻ với cả nhà một xíu chuyện là hiện tại cũng có một số người nói chung là xuyên tạc đi, nói những điều đặc điều, nói những điều không tốt, nghĩa là đặc điều con đó, rồi nói với người khác. Họ cũng muốn làm những chuyện nói chung xin tiền người ta, mà gài con vô cái thế là con làm này làm kia, rồi họ gài mình độc độc không mà giống như gài mình, giống như nói không cho đi chung, không cho làm chung, rồi mà tổng có họ tự không muốn đi, rồi quậy quay ngang họ gài mình vô cái tiếng ác mà họ đi nói tùm lum hết chứ. Mà thậm chí con cũng nói cả nhà, con làm ở đây thì việc con làm con sẽ chịu trách nhiệm với việc con làm gì đó, và cả nhà giúp đỡ con chịu trách nhiệm với điều đó. Còn bất cứ ai từng đi chung với con, mà dù con với họ có thân thiết như thế nào đi nữa, từng đi chung với con mà đến hiện tại mà họ không có dạng là họ làm việc của họ, họ làm sai làm trái, họ làm điều gì đó mà họ, nói chung chỉ chủ yếu cuối cùng họ chỉ muốn lấy cái lợi ích thôi ấy. Nhưng mà không có liên quan tới con mong cả nhà nếu mà có gì cũng cũng dù họ đi chung con hoặc là không đi nữa, thì cũng mong cả nhà việc ai thì người đó phải chịu trách nhiệm với họ. Tại vì cũng có nhiều anh chị cũng có liên hệ với con nói về vấn đề mà có người vụ tượng Phật á, thỉnh tượng Phật này thượng tình vật kia, rồi xong rồi tiền thì gửi họ nhiều, rồi họ thỉnh tượng Phật nhỏ, rồi và cuối cùng họ nói là sao họ xem video họ thấy này thấy nọ, họ thấy nghi nghi, họ thấy sao sao đó, nói chung nhiều điều, rồi họ lại muốn nói với con để họ con nói với họ. Mà thật chắc thì con họ không liên lạc lâu rồi, nhiều lắm, nhưng con chia sẻ ở đây với cả nhà, mong rằng cả nhà có nghĩa là việc ai làm người đó để hưởng. Con sợ nhất á, là đem Phật ra để kinh doanh để trục lợi ở Phật, giống như con từng kêu gọi cả nhà làm nên một cái nơi thờ Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, là con chịu trách nhiệm với điều đó. Còn con nghe vong vanh có người thì nói có người ta thỉnh được Phật về nhưng mà họ mướn đất họ thờ rồi sau này họ đập bỏ, con cũng có nghe vong vanh rồi và con biết. Nói chung mà nhưng mà con muốn nhấn mạnh với cả nhà thì việc ai làm người đó nấy hưởng, còn con không liên quan, con không liên quan bất cứ ai hết. Còn cái việc của con sai đến đâu con chịu đến đó, con chịu trách nhiệm với cả nhà. Con mong cả nhà thông cảm với con nếu mà con có làm điều gì đó gây chậm trễ hoặc là gây cho cả nhà có cái cảm giác không sự tin tưởng, con mong cả nhà thông cảm với con. Tại vì con còn lo cho cuộc sống, mỗi ngày con phải đi đi quay, con đi nói chung là con đi đi rất là xa, đi về rất là khuya, bởi thành ra nhiều khi cô bác thương á, điện con không bắt máy được, tại do con đi làm và con tập trung công việc. Con muốn rằng là mình gắng cố gắng mình lo cho gia đình mình đây, chứ mình ngồi một chỗ giống như tối ngày ngồi một chỗ mình đặt máy rồi mình ghép Phật ghép này nọ bay bay vô, rồi bắt đầu mình dựa vô Phật
mà mình xin tiền người ta, mình lại thỉnh tượng về, nhưng mà mình cắt lên rồi mình bỏ đó, mình không thờ phụng mấy ngày trời lại ngừng cái rồi thì sao quay xong mình về thì không có nên. Còn con thì khi mà con đã làm lên rồi, con thấy con nghĩ là con gắn bó cả cuộc đời. Thì cả nhà ở đây con xin phép cả nhà con cũng sẽ bổ sung một số cô bác mà có gửi gửi tiền cho con, mà con ghi dặn thiếu mấy người đây nè, mấy cô bác đây nè. Còn dưới này là có mấy cô bác mới gửi thêm cho con sau này, là khi mà video con đăng trước lên thì cô bác có gửi thêm để cho gửi tiền cho con cúng kiến đó. Đằng sau này, đằng sau xong rồi đằng con cúng kiến nhỏ đó thì có một ít cô bác gửi chút đỉnh cho con, để con ở đây con xin đọc bổ sung. Thì ở đây á là mỗi người á, là cả nhà con có ghi số tiền ở đây chân 20.000 hay là 500.000 hay là 300 hay 50.000, 30.000 con đều ghi rõ ở đây chân này cả nhà. Từng nói chung là từng tiền ít tiền nhiều gì bao nhiêu con cũng có ghi đầy đủ hết, nhưng mà con đọc đọc số tiền tổng, tại vì con không muốn giống như là sẽ có cái sự khoảng cách, giống như là người ít tiền á, thì người ta sẽ ngại, còn cô bác nhiều tiền thì không có gì, mà ít tiền thì cô bác sẽ ngại, nhưng đối con bao nhiêu cũng quý hết, 20.000 30.000 cũng quý. Tại vì cái số tiền nào cũng là cái sự công lao thôi, cũng có cái sự mồ hôi nước mắt ở trong hết, nhưng mà tại vì khi cô bác nghèo không có tiền nhiều thì cô bác góp phần ít thôi chứ ấy gì, nhưng mà bao nhiêu cũng 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 quý hết chứ. Tao cái nhà để con đọc danh sách bổ sung, còn này danh sách trước đây á con đã đọc rồi thì con có nêu lên bên kênh Live Road rồi. Ở đây con đọc thêm phần bổ sung của chị Trương Thị Kim nè, cô Dương Thị Bích, cô Hoàng Đài Loan, cô Quang Nguyễn, cô chị Ca Thi. Còn cái phần này là cô chú anh chị mới gửi đây để cho đọc tiền, giống như là sau này đang mua chút bánh trái với này nọ cúng kiến cả nha. Cô Bùi Thị Hải nè, Bùi Thị Bích Thủy nè, Bùi Văn Quang, Bùi Thị Bích Loan, Lê Ngọc Cảnh, là nghĩa là một người một cùng một số tiền nhưng mà nhiều người á, góp lại cái này giống như một người 50 người trăm thì nói góp là gửi cho con này, cái với cô Anh Thi, cô Nguyễn Thị Phương, rồi với cô Nguyễn Thị Phương Trang, cô Tuyết, cô Nguyễn Hồng Kỳ. Thì đó cả nhà, thì con cũng chia sẻ cả nhà để con không, thật sự mà nói con không muốn cô bác mất đi cái sự tin tưởng của cô bác. Con thì cố gắng làm sao mà để từ trước đến nay mà được cô bác ủng hộ theo dõi trong cái khó khăn, cũng như là trong cái nói chung trong buồn vui cái gì cái con chia sẻ cả nhà cũng luôn bên con, thì con muốn điều đó nó mãi mãi, bởi con rất là sợ mình làm điều gì nó làm cho cô bác không có tin tưởng, bởi con muốn chia sẻ. Còn cái việc mà con nói lên mà những cái việc khác là con nói để cho cả nhà mình lưu ý, để sau này thì không có trách con tại sao mà Lộc không nói, để có những điều như chị á, em không nói để thành ra chị đã làm vậy vậy cho người kia người này, rồi cuối cùng á rồi chị mới biết ra mà giờ em nói thì nó muộn, tại đây là con nói trước và cũng đã có người bị nhắc nhiều rồi, nhưng mà con nói con không muốn đụng chạm đến ai, tại đụng chạm nó không mang lại điều gì tốt đẹp hết. Con trong cuộc sống con gặp ghềnh nhiều quá, con qua nhiều cái chông gai, con thật sự con rất là sợ, rất sợ những cái điều tai tiếng, dù đúng dù sai gì cuối cùng mình cũng cũng có cái tai tiếng. Người tin mình đó thì họ cũng cũng nói chung mình tin thì tin nhưng mà cũng có sự lòng hoài nghi, nhưng mà những người mà không tin họ mình thì đâm qua ganh ghét rồi này nọ, cũng thành ra nói chung là con thì cũng phó cho trời, thì người sống sao thì trời đất nhìn.
con thì không nói, không trước giờ con không đi nói xấu ai điều gì đó. Anh em hoặc là bạn bè nó có đi chung làm chung hoặc là có gặp nhau thì trò chuyện, mà sau khi không có đi nhau thì con cũng bình thường à. Nhưng có những người lại không phải vậy, họ lại này nọ rồi biếu biếu đủ thứ điều. Bởi vì con muốn nói gì ở nhà để hiểu, để sau này mà có gì ra thì cả nhà cũng hiểu cho con. Con không muốn nhắc đến bất cứ điều gì về bất cứ ai nữa. Thôi về cả nhà, thì trước tiên ở đây con xin phép cả nhà con. Ê, con có cái máy nó quay rất rộng không? Cả nhà, con không biết là hôm trước thì khi mà con cầu ông ra, con cầu ông ra thì ông có ra trò chuyện với con ở đây. Thì ông cũng có, con cũng đọc cái danh sách, những cái danh sách quý cô chú anh chị ủng hộ đó. Thì ông có nói với con là đọc và ghi lại và sau đó cho ông biết. Thì con cũng có điều con cũng muốn hỏi ông, là giống như là bây giờ mà con đọc vậy rồi á, có cần là đưa cho ông hoặc là có cần ghi ra một cái sớ, giống như một cái sớ tận tới cái ngày mà khi mà con hoàn tất hết rồi cả nhà, là con sẽ ghi vào một cái cúng một một cái sớ bằng giấy vàng á, rồi mình cúng mình gửi lên cho ông để cho ông nắm bắt, hoặc là cho những vong linh họ biết rõ hơn. Là tại vì ông có nói với con là những người mà phát tâm vậy á, thì những vong linh ở đây không phải ông nói, mà những vong linh có nói rằng là họ sẽ theo phù trợ phù hộ cho những người phát tâm vậy á, tại vì họ giúp cho họ có nơi ở để họ tu tập, họ về họ tu tập họ ở, vì họ giống như họ trả cái ơn đó, thành ra họ giống như biết tên biết tuổi gì đó, họ sẽ phù trợ. Thì cả nhà biết rồi, người ông họ phù trợ mình đó, bằng nhiều cách đó. Chẳng hạn giống như mình bị tai nạn, nói con nói không phải là xua ấy mà đó là sự thật, là bị tai nạn chẳng hạn, con nhiều lần bị lắm nhưng mà nó thoát qua một cách diệu kỳ lắm. Chẳng hạn chúng ta bị đáng lẽ là bị nặng, giống như mình té xe, nhưng mà nó chỉ cách cái cục cây hay cục đá một chút xíu, đó là cũng là cái sự mà phù trợ của họ. Hoặc là giống như gần đây thì con vô bệnh viện, khi mà con bước ra cánh cửa kiến bự nè, con bước vào con đứng ngay cái cánh cửa kiến này, con vừa thúc rút cái giò qua, trong vòng một giây trong nguyên cắm tử kiến nó rớt xuống ngay cái chỗ con đứng. Thì cả nhà tính đi, nếu mà không có sự phù trợ của họ, không có sự phù trợ của họ, chỉ cần một giây con đứng thôi, con đứng ở đó một giây thôi, thì con nghĩ hôm đó con không biết con như thế nào rồi. Thì cả nhà nghĩ đi, không phải là vong linh họ giúp mình, nó đừng nghĩ giúp mình giàu sang, giúp cho mình được phú quý hoặc là giúp cho mình những cái điều lớn lao, mà hãy nghĩ có những điều họ giúp mình trong thầm lặng mình không biết được cả nhà. Tại vì con biết được á, là khi mà ông lão, ông thổ thần gáo trắng, là cũng có thể là gọi là ông tiên, ông nói với con là lúc ngay lúc đó là có người xô con ra, đẩy con đi ra, nếu bằng không là chắc hôm đó con không toàn vẹn được về nhà này. Miếng kiến nó bị ngang bằng bự hơn miếng gạch này nữa cả nhà, rất là nặng, mà từ trên cao rớt xuống, mà con đứng thì ngay chỗ đó luôn, con đứng vô con nhìn về, con vừa quay ra con bước ra về, mình không biết, nghĩa là giống như họ giúp mình bằng cách mà mình không tưởng hiểu được, thì vừa bước ra thì nó rớt xuống ngay chỗ con đứng đó. Bởi vì chúng ta cả nhà không phải là họ giúp mình, đừng có nghĩ gì nhiều, nhiều khi trong cái bệnh cái đau mình qua một cách nhẹ nhàng, giống như là bị bệnh mà đáng ngày cái bệnh mình sẽ nặng, nhưng mà họ giúp đỡ mình bằng cách ông bà mình tổ tiên mình vậy, giúp đỡ mình bằng cách là vượt qua cơn bệnh nó không có đáng kể. Còn nhiều người khác người ta lại bị cũng cơn bệnh đó nhưng mà ta bị nhiều hơn mình, là đúng đó là cái sự giúp đỡ rồi đó, với lại cái phần phước của mình đó. Bởi thành ra cái sự đòi hỏi với mình không có đòi hỏi được. Nam Mô Di Đà Phật. Thì con cũng nghe lời ông đó, thì ông nói với con đó là khi mà cầu ông đó, không cần nhang đèn gì cũng được. Thì hôm nay con cũng muốn biết rằng là ông có ở đây hay không, hiện tại ông có về đây chưa, mà những gì con nói
cũng như con muốn ông có thể cho con biết là con nên làm gì để cho sau khi mà con cúng này là con có cần làm gì nữa hay không, để con có thể là làm nặng cho nó hoàn tất hết không. Nếu mà ông có ở đây thì ông hãy ra đây, con thật sự con rất mong muốn là được gặp ông. Nam mô A Di Đà Phật. Chắc con bớt cái đèn cái quá. Phật. Dạ nó mua con chào. Ủa, có cam ông đầu châu nữa. Dạ con chào ông. Dạ. Con cả nhà có nghe con vào nói chuyện hay không, nhưng mà vì đảm bảo là cả nhà có thể nghe được, con sẽ thuật lại những gì ông nói với cả con nghe với cả nhà. Cả nhà Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Vậy không? Dạ con đội ơn ông. Cả nhà ông có nói là gần đây thì khi mà con đọc được cái tên những cô bác đằng xa đã ủng hộ, thì có trong đó có ba người mà gặp bệnh nặng mà nhờ sự giúp đỡ của những vong linh mà cũng đã gọi là vượt qua cả nhà, mà con không biết ai. Dạ. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn ông. Và con cũng gửi lời, con sẽ gửi lời lại ông đến chị. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ đúng không? Dạ. Dạ con đội ơn ông, thì con sẽ gắng cố gắng đây đến đó để cúng một cái mâm cúng, một mâm đồ chay, cũng như đã thỉnh một cái bàn thờ về ở đây để con thờ, gọi là chăm họ. Dạ. Ông gửi lời cảm ơn cũng như là ông nói là tất cả vong linh nguyện sẽ giúp đỡ cho những cô bác, những ai đã phát nguyện, để rồi là giúp đỡ cho vong linh có nơi trú ngụ. Nói chung là tất cả những vong linh ở đây sẽ luôn phù hộ cho họ. Dạ. Dạ. Dạ nói chung cũng cũng xong rồi, cũng cũng nói chung cũng có. Dạ nhưng không sao, con vượt qua được.
Vậy không? Dạ nó mô với Phật. Dạ. Dạ con cũng không sao đâu mà. Nếu mà họ muốn hại con á, thì con nghĩ là như ông nói với con á, là mọi chuyện con cứ im lặng và buông bỏ, ai làm gì mà kệ, hãy sống theo đúng của cái cách con sống là được rồi, thì con cũng sẽ gắng cố gắng làm theo những điều ông nói. Dạ. Dạ. Dạ con cảm ơn ông đi. Dạ ông. Dạ con biết ơn, biết không. Cả nhà ơi, cái ông Đầu Châu ông nói là trong số những người giúp giúp đỡ cho con sẽ có hai người chuẩn bị có tang trong nhà, mà con không biết ai nghe cả nhà. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ hai ông đi. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Con không biết, còn ông nói thì cả nhà có nghe không, nhưng con thuật lại cho cả nhà nghe về những gì ông nói. Nhưng có cuối cùng cái ông Đầu Trâu á, ông có nói là trong số những cô bác càng xa mà giúp đỡ con thì có hai người chuẩn bị đón, có hai cô bác hay anh chị gì đó có chuẩn bị đón đóng tang trong nhà, mà con không biết sao cả nhà. Cái này con ông nói nghe, ông nói con không biết sao đây. Thì cả nhà, con cảm ơn cả nhà đã yêu thương con, thì con cũng cố gắng sẽ gần xong hết rồi, con sẽ gắng cố gắng hoàn thành. Nói chung có khó khăn cỡ nào cũng phải hoàn thành cho rồi, để không phụ lòng cả nhà, để yêu thương con, đặt niềm tin vào con. Con cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Con xin phép cả nhà kết thúc video ở đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật.